Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Raider 1/10 2/9. Cái bản độ là siêu ấn tượng của các fan Crazy Boy chân chính. Xấu trên mình với đẹp mạnh mẽ đặc trưng của cái dòng là Hyper Unbound. Cái chiếc Raider 10 độ dưới đây trở nên nó bật hơn rất nhiều khi rơi vào một cái tính độ Crazy Boy thật thụ. Và cái chiếc xe độ dường như được trang bị toàn bộ những đồ chơi đến từ cái thương hiệu mã lai này. Chiếc xe độ đã được độ lại với công nghệ lật con lực, với khả năng là ngắt con rất là êm ái, nhẹ nhàng, thông qua một cái bộ pin đặc biệt của Race Boy. Công nghệ này được trang bị trên dòng lọc phân khối lớn của nhà Ducati và những mẫu xe phổ thông độ 5L son là quá nặng. Thì đây là một cái biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề là mỏi tay khi ngắt con. Công nghệ này còn hạn chế tối đa cái tình trạng là đứt dây con trong quá trình vận hành. Xấu chính mình cái cặp đã thắng của Race Boy, một cái dòng sản phẩm vừa ra mắt chưa lâu nhưng được rất nhiều em chơi xe đón nhận bởi mức giá thành là siêu rẻ, kết hợp cùng với rất nhiều tiện ích đi cùng với rãnh gió chống gãy và cái núm tăng đường. Ngoài ra còn tặng kèm cái bình dầu và cả cái phát, tất nhiên tiện lợi mà giá chỉ khoảng là 1,2 triệu đồng. Thì tại sao không chơi? Ngoài ra còn có cặp kính và bao tay cùng thương hiệu của Race Boy, phù hợp với rất nhiều dòng xe dùng. Cái dàn chân em ấy cũng đến từ hiệu Race Boy, hoa rất là hoành tráng. Điển hình là cái cặp heo dầu 2 bit trước và 1 bit phía sau, đi cùng chiếc cặp đĩa được sản xuất với cấu tạo là lỗ ốc và kích thước bằng với sim, nên không cần phải chế cháo bất kỳ nào. Dùng cái mâm của Race Boy 10 cây, phiên bản sản xuất dành riêng cho cái chiếc Raider Sacha sử dụng. Còn ở thị trường nước bạn, mâm này được sản xuất rất nhiều, nhưng ở Việt Nam thì không còn nhập nữa nên vô cùng hiếm hàng và đẩy mức giá lên rất cao. Và góc này của cái chiếc Raider 10 sở hữu một cái bộ số gãy đôi đi kèm cái ben đạp thương hiệu của Race Boy, giúp cho tư thế ngồi lái trở nên là thay đổi cao hơn và khả năng vào cua cũng tốt hơn, sử dụng cho rất nhiều trong những mùa giải đua ở bên nước Thái Lan. Cái bộ cấp sau và cái phục bình dầu đến từ hiệu của Race Boy rất là quen thuộc với anh em chơi xe nên mình sẽ không nhắc đến nữa. Giá của chiếc Raider 1/10 2/9 được cập nhật vào tháng 2/2/9 đang có mức giá dao động từ 49 đến 51 triệu đồng tùy theo từng phiên bản và từng màu sắc. Winner 10 độ siêu khủng với bộ phanh của Yamaha L6 cùng loạt đồ chơi là rất ấn tượng. Winner 10 kể từ khi ra mắt đến nay đã có rất nhiều phong cách độ chế khác nhau, từ đơn giản cùng với những món đồ chơi đắt tiền hay hầm hố bởi những dàn chân phân khối lớn, mà cũng có rất nhiều những chủ nhân đã giữ sim và ngoại hình và chọn cho mình cái con đường cải tiến cái sức mạnh động cơ bên trong. Khoét cho mình một cánh Presso vô cùng hào, cái chiếc Winner độ còn rất tinh tế khi sở hữu rất nhiều trang bị dàn đồ chơi là cực kỳ chất, trong đó có một vài chi tiết thừa hưởng từ cái chiếc phân khối lớn của nhà Yamaha. Sử dụng cái tay con của Race Boy, thương hiệu đồ chơi đến từ Mã Lai, được anh em chơi xe rất là tin tưởng trong những năm qua. Cái dòng sản phẩm này dành cho cái chiếc là X và Winner 10 và cả Raider lắp y như là zin, không cần cháy cháy gì cả. Sử dụng cái kính của Race Boy Elite được tùy biến với khả năng xoay 360 độ vô cùng là tiện lợi. Sử dụng cái cụm phanh của dòng với cái cụm tay thắng của Rainbow tháo xe phần lớn, kết hợp cùng với ổ chứa dầu của Rainbow và cái tay thắng chassis carbon fiber có ngoại hình là vân 3D vô cùng tinh tế, sang trọng, trọng lượng cũng nhẹ, được anh em chơi xe rất là tin dùng thời gian gần đây. Với gối combo này không chỉ giúp chủ xe chủ động trong cái lực phanh tốt mà còn đem lại cho em ấy ngoại hình là vô cùng thẩm mỹ, gù chung carbon fiber giúp chủ xe thêm là sang chảnh hơn. Bên cạnh thì anh em được trang bị thêm cái đồng hồ là Casio Mini 3 tích hợp cái chức năng là báo giờ, nhiệt độ, vol, được chủ minh lại lắp thêm một cái phát CC trên cái chân kính phải. Bên nhám cũng được khoét hai lỗ với công tắc LED là cực kỳ bí mật, chỉ có chủ xe mới biết. Hướng tới cái dàn chân ở phía trước, thấy những góc ảnh của cái heo dầu R6 tháo xe làm cái phát heo CC riêng biệt dành cho cái vỏ phục của Winner, cho cấu tạo thân heo dành cho những dòng xe là phần có lớn nên tiền làm phát heo có phần đặc biệt hơn. Cái đĩa của HRC ở trước có cái size giống như zin, anh em có thể yên tâm dụng mà không cần phải làm là cái phát heo đó với là xe zin. Phía dưới dùng là cổ bồ titanium để làm một cái điểm nhấn, chất liệu này giúp cho tránh được cái tình trạng hoen rỉ cái màu sắc, tản nhiệt cũng nhanh hơn. Tuy nhiên giá thành thì chưa bao giờ dưới mức giá 1 triệu đồng.
Em dọc Rainbow, logo lớn phía sau, được làm cái phát xe ngược xuống dưới, tự nhau là phân có lớn mà toàn thấy. Sử dụng cái bộ giảm sóc từ hãng hiệu của Quadex, bình dầu, tích hợp của Đức Thái. Theo chia sẻ từ chủ xe, thì cái mẫu phục này dành riêng cho cái chiếc Winner Sonic sử dụng, mà không cần phải chế cháo hay là phẫu thuật cả. Bên cạnh đó, cái chiếc Winner độ này còn hướng tới đi một phong cách là touring nhẹ nhàng, nên người chủ thiết kế thêm cái thùng là CV ở trước và cái bộ cản cùng với thương hiệu ở phía sau. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kế tiếp nhớ like, subscribe.